Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IRO, các dự án IROBOT, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký để liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án The Paranel. Thông tin dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn start để chatbot. Tiếp theo chúng ta vào I'm ready. Các bạn sẽ được cho group Telegram một channel như vụ đầu tiên. Đối với dự án này, admin đã từng có một cái bài review về dự án này nhé. Chúng ta ấn vào I have a joy. Tiếp theo phần địa chỉ ví, các bạn dùng ví ETH ở trên Chocolate hoặc là MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở lại các bạn paste vào. Cuối cùng thì các bạn sẽ có link dev và các bạn có thể link dev chia sẻ bản thân dev cho chúng ta. Một dự án khá đơn giản với nhiệm vụ rất là nhanh. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án The Paranel. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.